Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Truyền thông Nga đưa tin đã tìm thấy chiếc trực thăng mất tích ở Kamchatka. Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ bộ tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, các mảnh vỡ của chiếc trực thăng mất tích trước đó đã được tìm thấy, mảnh vỡ nằm gần địa điểm ghi nhận những tín hiệu liên lạc cuối cùng. Giới chức thông báo rằng không có người sống sót sau sự việc. Thi thể của 17 người đã được tìm thấy, cuộc tìm kiếm vẫn tiếp diễn. Chiếc trực thăng Mi-8 thuộc hãng hàng không VTS Aero đang bay từ núi lửa Vekazesk đến làng Nikolaevka, huyện Yelizovsky, tỉnh Kamchatka, vùng viễn Đông Nga thì xảy ra tai nạn. Trên khoang có 22 người, gồm 19 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn. Truyền thông Nga đưa tin, chiếc Mi-8 khởi hành lúc 16 giờ 10 phút ngày 31 tháng 8 mất liên lạc và biến mất khỏi màn hình radar sau đó 5 phút. Theo cơ quan phản ứng tình trạng khẩn cấp, vụ tai nạn được cho là do lỗi của phi công. Chiếc trực thăng có thể đã đâm vào núi trong điều kiện tầm nhìn kém. Nguyên nhân chính thức dẫn đến vụ tai nạn vẫn đang được bộ tình trạng khẩn cấp Nga điều tra. Một chiếc máy bay cỡ nhỏ gặp nạn, đâm thẳng vào một dãy nhà phố ở Fairview, gần thành phố Portland, bang Oregon của Mỹ. Cục hàng không Liên bang Mỹ FAA cho biết, máy bay Cessna 421C hai động cơ đã rơi vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng 31 tháng 8 giờ địa phương. Gần sân bay Chudal, các quan chức trước đó nói rằng máy bay chở hai người và ít nhất một cư dân đã mất tích. Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy một ngôi nhà mặt phố chìm trong biển lửa, khói đen mù mịt tuôn ra từ các ngôi nhà liền kề. Thời điểm đó, trưởng cơ quan cứu hỏa địa phương cho biết đám cháy đã lan sang ít nhất 4 ngôi nhà, buộc 6 hộ gia đình phải sơ tán chiếc máy bay cũng bị xé toạc thành nhiều mảnh nhỏ khi đâm vào nhà dân. Chính quyền địa phương cho biết thêm, trước khi lao vào dãy nhà phố, máy bay đã kéo đổ một đường dây điện, gây ra đám cháy lớn tại một cánh đồng gần hiện trường vụ tai nạn. Theo báo cáo, máy bay không hề phát đi tín hiệu khẩn cấp hay kêu cứu trước khi gặp nạn. Cuộc gọi đầu tiên báo cáo về vụ việc đến từ nhân viên tháp không lưu sân bay Trudel khi người này phát hiện cột khói lớn bốc lên không trung. Hiện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ NTSB đang điều tra làm rõ vụ tai nạn, trong đó đã cử hai nhân viên điều tra ghi lại hiện trường. Theo AP, máy bay bị vỡ thành nhiều mảnh khi rơi xuống khu dân cư ở thành phố Fairview. Sân bay Trudel được mô tả trên trang web của cảng Poland là sân bay huấn luyện bay và giải trí. Theo European Pravda, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pepkua cho rằng giả thuyết về sự liên quan của Nga trong vụ nổ tại một cơ sở sản xuất quân sự ở Đức là có khả năng cao. Ông Pekku chỉ ra rằng các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga và các quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã bắt đầu từ trước khi Liên minh thảo luận về một cuộc giao tranh lai ghép. Ông tuyên bố Estonia phải đối mặt với các cuộc tấn công hỗn hợp từ Nga, trong đó có cả các cuộc tấn công mạng kể từ năm 2007. Ban đầu, đây chỉ là các cuộc tấn công mạng, nhưng chúng đã tiến triển thành các cuộc tấn công vật lý và sau đó là các vụ nổ. Ông cho rằng có bằng chứng rõ ràng các cuộc tấn công này được chính phủ Nga tổ chức. Nga đang thử các giới hạn để xem họ có thể đi được đến đâu trước khi điều năm trong hiệp ước của NATO được kích hoạt. Theo vị bộ trưởng này, người Đức hiện sẽ điều tra rất kỹ lưỡng những gì đã xảy ra tại kho vũ khí của DN cuối tháng 8. Ông nói, và tôi sẽ không quá ngạc nhiên khi chúng ta nghe nói vụ việc này là do cơ quan an ninh liên bang Nga FSB giàn dựng. Cuối tháng 7, phó phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga Andrei Natasin nói rằng bất kỳ nhà máy quân sự nào ở Ukraina, bất kể liên kết với nước nào cũng sẽ là mục tiêu hợp lệ của Moscow Nhà ngoại giao Nga cho biết Có thông tin tập đoàn quốc phòng Đức Rheinmetall đã nhận được lệnh chính thức Về việc xây dựng một nhà máy sản xuất đạn dược Tại Ukraine Về vấn đề này chúng tôi xin nhắc lại rằng Bất kỳ nhà máy nào ở Ukraine Đều là mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga Bất kỳ nhà máy quân sự nào Nhà máy quân sự Đức Tại Ukraine ước tính trị giá 100 triệu euro Ông Natasin cho biết Ông cáo buộc khác với đầu tư Và phát triển và phục hồi Ukraine quân đội phương Tây không ngại chi tiền cho sản xuất vũ khí. Kiếm tiền từ xung đột luôn luôn và vẫn là truyền thống của phương Tây. Trước đó, Rentimetro thông báo đã nhận được lệnh từ chính phủ Ukraine để xây dựng trang bị cũng như đưa vào vận hành một nhà máy đạn dược. Nhà máy này sẽ bắt đầu sản xuất đạn tại Ukraine trong vòng 24 tháng. Cùng với Ukraine, Defense Industry, UDI, đối tác liên doanh của Ukraine, Rentimetro cũng sẽ chịu trách nhiệm vận hành nhà máy, công ty cho biết thêm. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Bogdan Drapati cho biết hàng triệu khẩu súng quân dụng đang lưu hành bất hợp pháp ở nước này và Kiev đang cố gắng kiểm soát tình hình. Ông Drapati tiết lộ thông tin trên trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình quốc gia Ukraine, đề cao một kế hoạch giải quyết vấn đề vũ khí trái phép hàng loạt trong nước đã được Quốc hội thông qua vào đầu năm nay. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine nói thêm, dù nhà chức trách vẫn chưa biết chính xác số lượng vũ khí bất hợp pháp đang lưu hành, nhưng các đối tác châu Âu ước tính con số đó vào khoảng từ 2 đến 5 triệu khẩu súng cấp quân sự. Ông Drapati giải thích, vũ khí nắm giữ bất hợp pháp bao gồm các khẩu súng chiến lợi phẩm do dân thường tìm thấy trong các khu vực xung đột, cũng như các loại súng được chính quyền Ukraine trao tặng một cách không kiểm soát trong những ngày đầu bùng phát xung đột với Nga. Quan chức này lưu ý, để tránh rắc rối pháp lý, công dân phải đăng ký vũ khí của mình trước ngày 25 tháng 12. Bên cạnh đó, từ sau khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, Ukraine trở thành thị trường buôn bán vũ khí bất hợp pháp lớn nhất không chỉ ở châu Âu mà trên toàn thế giới. Theo giới truyền thông, thị trường vũ khí chợ đen trên lãnh thổ Ukraine đã đạt tới quy mô không thể tưởng tượng được, đến mức có thể trang bị cho một đội quân quy mô vừa phải. Trong khi đó, xung đột giữa Nga và Ukraine, cuộc xung đột vũ trang lớn nhất tại châu Âu sau Thế chiến 2, và khiến nhiều người dân Ukraine thực sự mệt mỏi và đau khổ. Nhiều người Ukraine muốn sớm chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình với Nga, dù rằng điều đó có thể đồng nghĩa với việc chấp nhận thỏa hiệp. Hồi giữa tháng 7 năm 2024, một cuộc điều tra xã hội do hãng truyền thông Ukraine ZN thực hiện cho thấy khoảng 44% dân thường Ukraine mong muốn khởi động đàm phán chính thức với Nga. Viện xã hội học quốc tế Kiev khi đó công bố kết quả thăm dò cho thấy gần 1 phần 3 số người Ukraine đồng ý nhượng bộ một phần lãnh thổ cho Nga để đổi lấy việc chấm dứt xung đột vũ trang. Con số như vậy là gấp hơn 3 lần con số năm ngoái, năm 2023. Theo thăm dò của Viện Kiev, sự thay đổi thái độ trong năm qua là rõ nhất ở miền nam Ukraine một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc xung đột. Hơn một nửa số người được hỏi nói rằng họ hoặc ủng hộ nhượng một bộ phận lãnh thổ hoặc không có quan điểm rõ ràng. Chỉ 46% số người được khảo sát là nói rằng họ phản đối nhượng bộ. Số người phản đối cách đây một năm là 86%. Bên cạnh đó, quốc tế đang gia tăng áp lực lên cả Ukraine và Nga, yêu cầu hai nước tiến tới một thỏa thuận nào đó, mặc dù các chuyên gia đánh giá rằng cả hai đều chưa sẵn sàng. Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ Sencom mới đây thông báo đã phối hợp cùng lực lượng an ninh Iraq để đột kích một địa điểm tại miền Tây Iraq, loại bỏ 15 tay súng của IS. Các thành viên IS được trang bị nhiều vũ khí, lựu đạn và đai thuốc nổ. Cuộc đột kích khiến 7 binh sĩ Mỹ bị thương nhưng toàn bộ đang trong tình trạng ổn định, không có dấu hiệu cho thấy dân thường thương vong trong vụ đột kích. Sencom thông báo chiến dịch này nhắm vào các thủ lĩnh của IS nhằm bẻ gãy và làm suy yếu năng lực lên kế hoạch, tổ chức và tiến hành các vụ tấn công của IS đối với dân thường Iraq cũng như công dân Mỹ, đồng minh và các đối tác trên khắp khu vực và xa hơn. Trong khi đó, tuyên bố của quân đội Iraq cho biết trong số những người thiệt mạng có một số nhân vật chủ chốt của IS nhưng không nêu chi tiết. Lực lượng này cho biết thêm đã phá hủy toàn bộ vũ khí, thiết bị hậu cần nơi ẩn náu của IS, vô hiệu hóa các thiết bị nổ và thu giữ nhiều tài liệu quan trọng, giấy tờ tùy thân và các phương tiện liên lạc. Theo Sencom, IS vẫn là mối đe dọa đối với khu vực, các đồng minh và lãnh thổ Mỹ. Quân đội Mỹ và các đồng minh, đối tác sẽ tiếp tục tích cực truy lùng lực lượng này. Được biết, chiến dịch diễn ra trong bối cảnh Washington và Baghdad đang thảo luận về sự hiện diện của Liên quân quốc tế chống IS ở Iraq. Iraq muốn lực lượng quốc tế rút lực lượng hoàn toàn khỏi nước này nhưng chưa nêu thời gian cụ thể. Mỹ triển khai khoảng 2.500 binh sĩ tại Iraq và 900 binh sĩ ở Syria nằm trong Liên minh Quốc tế chống IS. Sau khi IS bị tiêu diệt, Liên minh này cho biết vai trò của họ tại Iraq là cố vấn và hỗ trợ các đối tác địa phương ngăn chặn IS trỗi dậy. Kể từ khi xung đột bùng phát tại giải Gaza, các lực lượng Mỹ và đồng minh tại Iraq và Syria đã trở thành mục tiêu của hàng chục cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa. Lực lượng Mỹ cũng đã tiến hành nhiều đợt tấn công đáp trả tại hai quốc gia này. Tuần trước, lực lượng Mỹ cũng thông báo đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của nhánh quân sự có liên hệ với tổ chức al qaeda tại syria